chả nhìn cái gì này. Úi giời, cái đáy tàu lượn đấy. Quay sang bên trái đi. Cái này màn hình tối lắm Tôm ạ. Đây gà này mình ngồi xong là như là mình đi tàu lượn thật đấy. Đấy trong TV hình như là đấy là lượn cảnh xung quanh này.